Chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình lại đến đưa các bạn đến tiêm phòng những em gà nước này, gà rừng này, cũng như là gà nhà luôn nhá. Đây là cái liều thuốc lưu cát sơn này nha. Liều này 100 liều nọ thuốc này. Nhưng nhà mình chỉ có mấy chục con thôi, không sử dụng hết. Thực ra là chơi cái dòng gà nước nó cái đề kháng nó cực kỳ là khỏe luôn anh em ạ. Nhưng mà mình chưa thấy ai phòng thuốc cả. Ở đây chẳng qua là nhà mình chủ yếu cũng là gà nhà cũng nhiều, nên là mình phòng luôn cho em gà nước này anh em nhé. Nói chung là có thuốc phòng nó vẫn hơn. Thực ra từ trước giờ trong các dòng gà mình nói chung là cứ phòng cái dòng lưu cát sơn là mình thấy rất chi là an toàn cho những đàn gà nhỉ. Đây là con gà nước anh em nhé, con này đang hơi nhan này. Mình phòng cho nó cũng là một dòng gà thôi, họ nhà gà chả thấy ai sử dụng đâu, nhưng mà nói chung là mình sử dụng mãi trong các dòng gà cũng là lần đầu tiên phòng cho gà nước bằng Newcastle. Hy vọng là nó cũng tốt cho con gà, phòng tránh được nhiều bệnh tật. Phòng ấy, con gà nước này quan trọng là nó có phòng trị được bệnh hay không mới quan trọng anh em nhé, chứ còn sợ chết con gà nó không thể chết được anh em ạ. Vì cái thuốc thú y này dùng cho dòng gà, cho nên bất kể gà nước, gà đồng, gà rừng cũng như gà nhà là sử dụng được hết, cứ đúng liều lượng. Một liều phòng uống như thế này thì là gấp đôi so với cái liều tiêm anh em. Nếu liều tiêm là mình cứ pha với 0,5 một liều, như đây uống là mình chơi hẳn 1cc luôn nhé. Đấy, như vậy là đã phòng Newcastle cho em gà nước rồi xong. Bây giờ quay ra làm công tác phòng cho các em gà rừng. Em gà rừng thì phòng rất hiệu quả. Gà rừng với gà nhà thì nói chung là thuốc phòng với nguồn thức ăn nó cũng gần như nhau luôn. Đây là đợi mình bắt anh em nhé. Mình cái đàn này trước là 5 con ấy, nhưng mà mình chuyển nhượng còn có một cặp thôi. Gà rừng thuần chủng luôn đấy. Đây mình để lại để bảo tồn một trống và một mái. Nói chung các em nó mới được tầm 6 tháng tuổi, còn lâu mới đến thời kỳ sinh sản. Con gà trống thì cũng còn lâu mới gáy được anh em ạ. Dòng này gà trống của nó không nhầm phải rơi vào tầm 11-12 tháng rồi đấy, bắt đầu gà mới gáy nhá. Nó không như gà nhà. Gà nhà tầm 5-6 tháng là gáy rồi. Đây chắc phải 11-12 tháng thì bắt đầu các em nó mới tập gáy. Đây còn là mái đẹp tuyệt luôn. Các em này cái lúc đủ 1 tháng tuổi mình đã từng phòng Newcastle rồi. Đến giờ được 6 tháng tuổi mình gọi là phòng nhắc lại, cho chuẩn bị tới cái mùa đông này nó sẽ an toàn bảo đảm với cái sức khỏe nó hơn. Các anh em nuôi gà chơi là lưu ý là cái phòng Newcastle này là thường thường là cứ theo định kỳ, cứ tầm 4 tháng này anh em này nhắc lại một lần anh em nha. Con gà rất chi là an toàn đảm bảo luôn. Đúng theo cái lịch quy trình của nó là 6 tháng nhắc lại một lần. Nhưng mà mình nuôi mình chơi áp dụng thực tế là cứ 4 tháng mình nhắc lại một lần. Đây chẳng qua đợt này nó tiện phòng cho gà nước, cho nên là các em nó cũng quá cái thời gian, cũng chả quá, nó vừa khéo đến lịch là đều toàn bộ là 6 tháng ấy. Bắt đầu mình nhắc lại toàn bộ. Hôm nay nhắc lại toàn bộ cho gà nhà. Vì hôm nay liều thuốc nó mua rất nhiều. Liều thuốc này là liều 100 con, nhà mình còn mấy chục con tổng tất cả. Đấy, tiện đây là sẵn thuốc phòng, mình sẽ tiến hành phòng hết các em gà nhà luôn nhé. Nhà này cái em nhỏ nhỏ này, đàn này 7-8 con này, nguyên chó mới lại bò dẫm chết hết, còn có 2 con sỏi lắm rồi anh ạ. Hai em nhỏ nhỏ này mới được tầm 3 tháng tuổi thôi. Trong cái 1 tháng tuổi mình đã từng phòng Newcastle rồi, nhưng tầm này là mình vẫn sử dụng được, tiện thuốc mình vẫn phòng bình thường vì còn có 2 con ấy. Cái dòng gà nhà hiện tại nhà mình phần lớn là mẹ Việt bú Thái toàn bộ luôn ấy. Vì cái đợt này có bố thì đợt này thay rồi, đợt này chưa có bố kế tiếp, chưa có trống đúc vì những con gà mái chưa đi đẻ. Đấy, những gà mái đỏ mái chuẩn bị đi đẻ nơi này, còn những con như này là toàn bộ bú Thái hết ấy. Nói chung là mình là người Việt thì cứ lên chơi gà Việt, gà ta mình nó hay hơn cả hai nhở. Trên thực tế là gà Thái thì hay, chưa chắc đã đến lượt nhà mình. Giờ rồi mình mua gà trống đúc khá tiền,
đúc ra con nghe vẻ nó không được ổn định lắm, không không được bằng bố của Việt Nam. Năm vừa rồi mình quyết định thay cho đèn gà mái, mà mái chuẩn bị đẻ đây này. Màu đỏ cho che mặt đỏ này, đang sưu tập con gạch trống để đúc choai chật cho choai dữ dữ này. Đàn này của mình còn 6 con nữa. 6 con thì 5 gà trống, có 1 gà mái thôi. Đợt này thực ra rất ít gà, không có nhiều. 6 con này và lại 2 con nhỏ nhỏ ban đầu và 2 con nhỉnh hơn nữa. Toàn bộ gà trống, có đâu 1-2 gà mái thôi. Đợt này ít gà mái. Cái phương pháp nuôi nhà mình rất đơn giản, nuôi theo cái phương pháp thả hoang anh em nhé. Cái nguồn thức ăn thì chủ yếu bằng ngô hạt và thóc. Nhà mình thì gà toàn bộ không dùng cám công nghiệp, không dùng đồ thức ăn công nghiệp. Vì gà nhà mình có ít gà chơi nên mà cho nó ăn ngô ăn thóc cho nó bền cái tuổi thọ. Gà nhà, gà rừng thì toàn bộ ăn bằng ngô hạt. Còn nó có em gà lước thì ăn bằng thóc. Nói chung là có em gà lước này chăm sóc vất hơn cả nha. Gà nước thì nó ăn thóc, nó không biết ăn ngô. Hơn nữa là ngày nào cũng phải có mồi tươi cho nó ăn, chẳng hạn như sâu, dế, châu chấu. Mà mình gần đồng rộng, ngày nào mình cũng bắt được châu chấu cho nó ăn. Cái phòng này trước kia phương pháp mới của mình là toàn bộ tiêm nhá. Tiêm giấy da như các sơn này tốt hơn này nhỉ. Thế nhưng mà mãi mình nuôi mãi mà kiểu kinh nghiệm. Xong rồi bây giờ toàn bộ là cho uống. Anh em nhớ là cái liều uống này cho nhiều gấp đôi bằng cái liều tiêm nhé. Nó vẫn hiệu quả bình thường luôn. Mà hơn nữa là cho uống nó tiện hơn này. Tiêm phải 2 người. Một người giữ gà và một người tiêm. Tiêm dạng tiêm dưới da. Đấy, như vậy là toàn bộ nó phòng như bác sơn cho 3 loại gà luôn. 4 loại. Đến đây mình quay phòng 3 loại cho anh em xem. Thứ nhất là gà lước, gà rừng và gà nhà, gà cảnh chơi. Còn một loại gà nữa là gà thịt. Mình chia sẻ là cách phòng thuốc, phòng bệnh Newcastle cho 3 dòng gà. Xong rồi mình cũng xin tạm dừng video. Còn thời gian thì mình sẽ, và hơn nữa còn thuốc, mình quay lại phòng với các em gà thịt nhà mình. Đấy, rất là an toàn luôn. Các dòng gà là dùng chung vaccine luôn anh em nhé. Cái dòng vaccine này thì cũng rẻ tiền thôi. Các anh em có sử dụng thì ra ngoài tiệm thuốc thú y mua Newcastle. Đây cái lều 100 con, sử dụng 100 con ấy. Mình mua 20k.